Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi chưa có phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 nào, trong khi đó nhiều địa phương lân cận đã có ca nhiễm. Chính vì vậy, công tác phòng chống lây nhiễm từ người ở vùng dịch trở về địa phương là hết sức cấp bách. Ngành Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đang kiểm soát chặt chẽ việc kê khai lịch trình đi lại của hành khách tại bến xe và bến cảng ra đảo Lý Sơn. Nữ sinh này vừa di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Ngãi bằng phương tiện đường bộ. Để về quê ở đảo Lý Sơn, cô phải trải qua 3 công đoạn. Đầu tiên là kê khai lịch trình di chuyển trước khi đến bến cảng, sau đó mới làm thủ tục mua vé và trước khi xuống tàu phải qua cổng đo thân nhiệt. Khai báo như thế này thì nó cần thiết. Thứ nhất là mình đảm bảo được là cái sự an toàn cho người dân. Cái thứ hai nữa là mình cũng biết được là cái tình hình hiện tại như thế nào. Thủ tục phải trải qua nhiều khâu, nhưng hầu hết hành khách đều ý thức chấp hành. Tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng tuyến du lịch ra đảo Lý Sơn. Hiện tại, tuyến đường thủy này chỉ phục vụ cho người dân địa phương ra vào đảo. Công tác giám sát y tế và vệ sinh phòng dịch ở bến cảng Sa Kỳ được thực hiện nghiêm ngặt. Có sự phối hợp chặt chẽ từ bộ phận y tế của Trung tâm Phòng dịch của tỉnh và đặc biệt là các chiến sĩ bộ đội biên phòng túc trực thường xuyên tại cảng để phối hợp cùng với ban quản lý trong cái việc chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đã triển khai cho các bến xe và doanh nghiệp thực hiện kê khai y tế đối với tất cả hành khách đi lại bằng xe khách. Ngoài thông tin cá nhân, hành khách cũng bắt buộc phải kê khai lịch trình đi lại trước khi đến bến xe. Các cái phòng vé, các cái chỗ mà khi tiếp xúc với cái hành khách ấy, thì việc kê khai này nó cũng đơn giản nhưng mà cũng tôi rất thuận tiện. Mà đa số thì những người khách họ cũng có chấp hành, ý thức chấp hành tốt. Việc kê khai y tế và lịch trình di chuyển đối với người đi lại bằng phương tiện xe khách cũng gặp khó khăn vì nhiều người đón xe dọc đường hoặc không mua vé. Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi vẫn bắt buộc doanh nghiệp phải xuất trình đầy đủ thông tin hành khách mới cho xuất bến. Và hầu hết doanh nghiệp vận tải ở Quảng Ngãi đều cam kết chấp hành nghiêm quy định để góp phần ngăn chặn dịch bệnh.